Xin mến chào bạn nha, hôm nay mình giới thiệu bán hai chiếc máy xới bánh xích nha bạn. Đây là nguyên con máy cắt 70 hạ thùng. Nguyên con máy cắt hạ thùng đó bạn. Thì đây là máy cắt 70 hạ thùng. Đang sử dụng dàn xới là 2m4, đầu máy Kubota 70, dàn chân 70, nói chung là nguyên con hạ thùng đó bạn. Thì kêu giá bán là 1000 con này, là nó là 140 đó, đầu máy Kubota 70. Đây là xài dàn sớ của Nhật, dàn sớ nghĩa địa của Nhật đó, 2m4 các bạn. Đây là hiệu Kubasi, dàn sớ này Kubasi thì nó nổi tiếng các bạn, đồ của Nhật đó. Thì gân sớ thì để mình quay gân sớ cho bạn xem. Đó. Gân sớ này là gân sớ nước. Đó. Sớ dĩa. Đó, đây mà nó hơi mòn. Đó. Đầu máy Kubota 70. Thì cái clip này thì mình quay bán hai cái máy ha. Một cái máy là có gân sớ và một cái máy không có gân sớ. Thì mình xin nói giá luôn cho các bạn xem được biết ha. Cái máy có dàn sới này là 140, còn cái máy kia không có dàn sới là 120. Đây cũng là đầu nguyên con hạ thùng máy cắt 70 các bạn đó. Hoạt động bình thường, tất cả máy móc đều hoạt động bình thường hết trơn ha, là chỉ anh em chỉ mua về là sử dụng thôi. Đó. Này là nguyên con hạ thùng máy cắt 70 đó. Đầu máy DC 70 chụp bô, nói chung là nguyên con hạ thùng đó bạn. Thì cái này thì máy này bán là không có dàn sớ, cái nào nói đặng cho các bạn xem được biết ha, là 120. Còn cái máy đằng trước này có dàn sớ 2m4 luôn, là 140 đó. Xích này mà thay bao lâu em? Xích bển còn đẹp. À. Xích bên đây nó hơi bèo. Hơi bèo phải không? À. Hơi bèo mình thấy cũng còn rất là đẹp nha các bạn. Chưa có thấy nứt có gì chân. Con lăn là này kia đồ còn rất là đẹp. Đó. Máy trước là xích mới luôn. À, máy trước này là hai xích mới luôn ha. Cái máy đằng trước là cái máy là giá bán 140 nè, 140 triệu đó bạn. Thì nó có dàn sớ nhưng mà cái xích này nè, là xích này là xích mới luôn ha. Cho bạn xem được biết ha. Máy này nó ba cục cùi riêng hết không anh? Không, kiểm tra hết rồi. À vậy là máy trước này có kiểm tra hết chưa phải không? À, máy sau. À vậy là 140 với 120 đều là kiểm tra hết rồi ha. Đó. Thì kiểm tra quan trọng là chạy ok thôi. Bạn thấy là các cái bình dầu, bình cái này là bình nhớt khí lực anh hả? À một cái bình nhớt khí lực và một cái bình dầu đều rất là nghiêm chỉnh các bạn. Đây là những cái là cái đe cái mà dằn đầu á bạn, cho nó bật á, để gắn cũng rất là đẹp luôn đó. Phần đây là hộp số, thì quan trọng máy á, quan trọng nhất là nó khô ráo các bạn, nó khô ráo, nó không có nhớt nhau, nó xì xịt tùm lum là máy đẹp các bạn. Còn đây cái phần rất là quan trọng như sợi gô này không là cặp này chắc cũng chịu mấy phải không anh? Cặp chạy dàn sới là 3 triệu, còn cặp trước nó là 1.8, dây chạy của 105 là dây chạy này một cặp 3 triệu, một cặp 1.8 ha. Đây các bạn, dây chạy là dây hãng luôn các bạn. Đó. Dây hãng luôn đó. Đầu máy Kubota để mình quay cho các bạn xem ha, là cái đầu máy thì quan trọng nhất là vấn đề là nó có đổ hơi hay không. Và quan trọng là nước sơn zin nó còn đẹp như thế nào. Đó, đây. Máy nè. Nước sơn zin nó còn rất là đẹp. Đó. Máy này nó có kiểm tra anh ha. Có kiểm tra mà không đổ hơi. Không đổ hơi phải không? Bảo hành không đổ hơi phải không? Dạ, bảo hành em đó. Đó cho anh em xài sử dụng yên tâm, nào nói nấy giờ, tại vì có niềm tin mới lại đây mua đó, chứ không phải là khi mình nói tầm bậy rồi mất công anh em lại đây mua xa xôi lại coi không đúng vậy rồi mất công về tội nghiệp anh em. Nó cái nào nói nấy chính xác hợp lý, quan trọng là giá tiền đó. Đây này nó xài cái số này mình tự chế hay sao anh? Sơ chế ha, sơ đặt bao hú ha, bao hú chị em.
À, cái dàn sới này là mình mua nhiêu tiền ta? Ba mấy triệu ha. Sới này Kubasi này ba mấy triệu và hộp sọ rất là bự. Hộp sọ các bạn khỏi phải chê. Rất là bự. À, còn rất là êm, rất là mới. Này để mình quay vòng vòng rồi mình sẽ đề máy cho các bạn xem nghe tiếng máy ha. Đây dàn chân cái bên đây thì như lời chủ máy nói thì cái dàn chân dàn sớ dàn chân này với cái mà xích này nè bạn, xích này là xích mới ha. Đó. Đó. Dàn chân đây rồi con lăn con đội thì còn rất là dày ha, giá bán 140. Đó. À, con lăn mới thay luôn ha. Đạn đạn bọng kiểm tra đầy đủ ha, đạn xịn luôn ha. Đó. Đó bạn, máy vậy đó bạn. Máy là bao không đủ thôi. Số để mình quay với số cho bạn xem cái phần khô ráo như nó thế nào ha. Đây. Rất là khô. Khô ráo. Với lường đây. Đó. Đó bạn. Này là máy Kubota này mình còn Hạ Thùng Thái phải không anh? À, mình còn Thái Hạ Thùng có ở trong này. Đây các bạn thì hai chiếc máy máy sớ bánh xích là men con Hạ Thùng đều là mà động cơ của Thái các bạn. Kubota DC70. Đó. Giờ vô con này xong rồi mình sẽ giới thiệu thêm cái con này. Đó, cũng là nó giống vậy các bạn nhưng mà bán thì nó không có cái dàn sớ thì giá là nó là 120. À, có thương lượng không anh? À, thương lượng nhẹ ha. Đây. Cái theo lời nói thì hai cái cộng dây Google này cũng là một cặp 1,8 triệu và cặp 3 triệu phải không anh ha? Đó. À, dây mới. À, dây thì mình nhìn thấy mình biết rồi. Quá đẹp. Quá đẹp các bạn. Bao bơm. Là cũng như là mình bao bơm mạnh, bơm là mạnh ok hết trơn đúng không? Tất cả hoạt động là ok hết trơn đúng không? Các bạn, là máy này mua là đem về sử dụng các bạn. À, chủ máy là bao tất cả đều còn là hoạt động là 99%. Đó, đây. Máy đây. Nước sơn zin còn rất là đẹp. Rất là khô ráo nha. Đó, cái quan trọng nhất là xài máy mà nó xì nhiều chỗ mình không kiểm tra được nhưng mà nó được gì nè, khô được gì là máy nó mới hoạt động mới tốt nè. Đó. Này lái này là mình lái là lái dầu phải không anh ạ? À. À. Vậy là cái như là mình lái dầu. Mình lái lái các bạn, lái cái con máy này á, đặc biệt nhất là cái điều rất là quan trọng mình phải nói đến, lái rất là khỏe chứ không phải như là máy cài mình phải đạp ba da rồi mình gặp số này số kia mình chạy. Còn cái này nó chạy như máy cắt. Nó chỉ mình vô số xong rồi mình gặp tới chạy tới gặp về chạy về đứng chính giữa là nó sẽ dừng lại đó. Còn lên xuống qua lại thì một cần đó là khỏe. Nói đi một cái vấn đề nói sơ để cho các bạn một số anh em biết rồi thì thôi ha, không biết thì xem để biết ha. Đó, đây dây Google hãng đằng sau dàn sớ thì mình không quay ha, dàn sớ này không có bán phải không? Không dàn sớ này để lại. Đó, máy này thì giá thành 120 triệu. Rồi, qua đây thì mình cũng xin đọc lại số điện thoại của kênh YouTube Cây Lúa Quê Hương mình ha. Anh em nào có nhu cầu mua bán gì thì liên lạc qua mình. Một số điện thoại là 0352 915 395. Còn ai muốn nhu cầu mua hai con máy này thì liên lạc qua số điện thoại của anh chủ máy, là mình sẽ để lại số điện thoại của ảnh nằm ở trên tiêu đề để cho anh em các bạn tham khảo về ảnh ha. Anh ở đây là địa chỉ mình đâu anh? Vĩnh Vĩnh Hành ngay cầu sắt nông trường của Vĩnh Hành đó, gần Vĩnh Nhận đó bạn, cặp ganh Vĩnh Nhận luôn đó, là của Châu Thành An Giang đó, máy nằm vậy đó bạn, hai chiếc, chiếc 120 chiếc 140 ở trước, 120 ở đằng sau ha. À, cũng là đầu máy DC70. Cái này mình bán này chỉ coi máy bán thôi chứ chứ đâu có phải mà bảo hành bảo hết gì được phải không anh ha? Nói chung thì mình cũng cho thử chạy cho anh em tôi ok, bảo hành cho ok thôi chứ giờ cũng không biết sao nó. Dạ. Dạ. Bao nóng nước. Dạ, bao nóng nước. À, bao nóng nước, bao đổ hơi, bao ăn nhớt. Dạ. À. Rồi thì bơm thì bao mạnh.
Đó. Cái vấn đề mà các bạn quan tâm, các bạn lo thì người ta đã bao hết trơn cho các bạn rồi. Nếu mà mình có những cái điều đó thì trục trặc thì người ta sẽ là không có ngoài cái ấy. Còn nếu mà nó nằm trong khoảng đó thì các bạn yên tâm ha. Đó. Còn những cái ngoài, cái bề ngoài mình đã thấy, cái nào mình không thấy thì người ta bao cho mình. Còn cái nào mình thấy thì mà mình đã thấy rồi các bạn. Chứ không phải mà cái gì mà nó mơ hồ quá, không có mua trâu giải bóng gì đây được chứ. Tiền mình xuất ra là mình phải mua đúng với cái ý định của mình. Đó. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây các bạn. Anh em là có nhu cầu mua máy thì mua hai máy này thì liên lạc qua số điện thoại mình sẽ để ở trên tiêu đề. Đó. Nếu mà mai mốt mà các bạn thấy mà cái trên tiêu đề mà nó không có số điện thoại nữa thì mình đã bán ha. Do đó nên các bạn đừng có điện. Còn nếu mà nó cái số điện thoại nó còn nằm trên tiêu đề là cái chủ máy người ta còn đó chưa có bán. Thì xin nói sơ cho các bạn xem được biết ha. Còn anh em là có nhu cầu bán máy thì liên lạc qua kênh của mình, hay bán nông cụ máy cài gì đó thì liên lạc qua kênh của mình bằng số điện thoại là 0352 915 395. Máy thì còn mình thấy rất là đẹp. Đó. Miên con hạ thùng được ghi là đẹp lắm. Mùi bọng thì các bạn khỏi phải chê ha. Đèn bọng đồ còn đầy đủ ha. Đây. Đó. Hoạt động tất cả đều tốt. Máy sới tay này luôn bán luôn anh hả? Rồi rồi. À, đây các bạn thì mình cũng giới thiệu thêm anh em là có nhu cầu sử dụng cái máy S13 này thì liên lạc ha. Đây là máy chặt đất là bán 13 triệu vàng và bông sen. Nó chỉ gì nữa bạn? Là bán giá là chỉ có 13 triệu thôi. Anh em nào mua để chặt đất thì sử dụng ha. Đó. Máy S13. Còn máy này dạng máy của Nhật thì các bạn thấy gì thôi. Tay ta mua ta không có tân trang, không có sửa chữa. Đây là cái hàng dân ma, cái đó là nó độ bền nó rất là cao, nếu anh em nào biết xài thì nó cũng dễ xài lắm. Đó. Quay một phát là nổ. Đó bạn. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây các bạn. Đây là cái máy này bán chỉ có 13 triệu thôi. Đó. Mua về là hoạt động.